Hôm nay, sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,33%. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, về thực hiện chính sách tiền lương. Nghị quyết quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng. Theo cơ chế đặc thù, bảo đảm không vượt quá mức lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023. Mức lương này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương, ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc nêu trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù, bao gồm chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn, v.v. của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu. Khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2, điều 3 của nghị quyết số 34 năm 2021 của Quốc hội khóa 15. Tại nghị quyết vừa thông qua, Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khoá chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp khắc phục đà suy giảm các chỉ tiêu về tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP và tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách. Để tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính bền vững, Chính phủ phải sớm trình Quốc hội các dự án sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, đồng thời thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá trốn thuế, gian lận thương mại, đặc biệt là trong các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số. Trong quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, Quốc hội nhấn mạnh phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết, để bảo đảm nguồn lực cho phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn đầu tư, phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Chính phủ được giao chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước